Xin chào các bạn, hôm nay mình đem đến cho các bạn một video swatch bộ sưu tập son môi đến từ Shimmer của mình, bao gồm 9 thỏi son của 4 dòng son khác nhau. Hy vọng sau video này bạn sẽ tìm được màu son và dòng son phù hợp nhé. Dòng son đầu tiên là Lacquer Supreme, là một dòng son có độ lên màu mỏng và nhẹ môi nhất. Với dòng son này được Shimmer giới thiệu từ đầu tháng 3 năm 2015 với nguồn cảm hứng tới từ nghệ thuật sân mài của Nhật Bản.